những con số siêu khủng về số tiền bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát chiếm đoạt của ngân hàng SCB, hay số tiền mà ngân hàng này quy động tiền gửi tiết kiệm của người dân để bà Lan rút ruột, rồi cả số tiền hối lộ, số tài sản bị kê biên của Chủ tịch Vạn Thịnh Phát. Tất cả đủ thấy đây là một đại án tham nhũng lớn nhất từ trước tới nay. Quả thực chỉ đọc những con số liên quan đến đại án Vạn Thịnh Phát, chắc hẳn nhiều người cũng choáng váng vì số tiền chiếm đoạt cực lớn. Lớn tới mức nhiều thống kê cho thấy nó tương đương tổng tài sản của 5 người giàu nhất Việt Nam cộng lại, tức là khoảng 13 tỷ 200 triệu đô la Mỹ, xô đổ mọi kỷ lục về tham ô, tham nhũng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở nước ta từ trước đến nay. Chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát bà Trương Mỹ Lan bị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố về 3 tội danh: tham ô tài sản, đưa hối lộ và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Theo cáo buộc, bà Trương Mỹ Lan là người có vai trò cao nhất, đạo diễn việc rút ruột hơn 1 triệu tỷ đồng từ SCB, qua đó chiếm đoạt của ngân hàng hàng trăm ngàn tỷ đồng. Với việc thâu tóm hơn 91,5% cổ phần tại SCB, bà Lan nắm giữ quyền lực tuyệt đối, chi phối và điều hành mọi hoạt động của ngân hàng này. Về bản chất, SCB là công cụ tài chính để phục vụ cho đế chế Vạn Thịnh Phát với hơn 1.000 doanh nghiệp mà bà Lan chèo lái. Trong 10 năm, từ năm 2012 đến 2022, cơ quan tố tụng xác định Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và đồng phạm sử dụng hàng loạt chiêu trò để rút tiền từ SCB. Điển hình như thành lập hàng trăm công ty ma, rồi thuê người đứng tên, tạo lập hồ sơ vay vốn khống, câu kết với công ty thẩm định giá để nâng khống giá trị tài sản đảm bảo, lập phương án rút tiền rồi cắt đứt dòng tiền sau khi giải ngân. Cũng vì các khoản vay đều dựa trên hồ sơ lập khống, khi đến hạn và không trả được nợ, bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm tiếp tục tạo ra các khoản vay khống khác. Số tiền rút từ SCB theo đó ngày càng nhiều, thiệt hại ngày càng nghiêm trọng. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cáo buộc từ tháng 1 năm 2012 đến tháng 10 năm 2022, bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo lập khống hồ sơ giải ngân trên 2.500 khoản vay với tổng số tiền hơn 1 triệu tỷ đồng. Tính toán của cơ quan tố tụng cho thấy số dư nợ gốc các khoản vay của nhóm bà Trương Mỹ Lan chiếm tới 93% tổng dư nợ gốc tại SCB, tức là hoạt động cho vay của ngân hàng này gần như chỉ phục vụ cho hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát và các công ty có liên quan. Ngoài ra, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát còn chỉ đạo nhân viên thực hiện hàng loạt thủ đoạn để hợp thức việc rút tiền từ ngân hàng, hòng tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Các bị can còn sử dụng nhiều cá nhân mở tài khoản tại SCB để ký, rút, nộp và chuyển tiền lòng vòng vào tài khoản của công ty trong nhóm, cuối cùng chuyển đến các tài khoản theo mục đích sử dụng của bà Lan. Để rút ruột hơn 1 triệu tỷ đồng từ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, SCB, bà Trương Mỹ Lan đã dự mưu từ hơn thập kỷ trước với những bước đi bài bản tinh vi. Đầu tiên là biến SCB thành công cụ tài chính của mình. Sau đó là săn người, lập kho công ty ma để đứng tên, dây vốn, ký kết, thao túng việc định giá để nâng khống tài sản, hình thành dây chuyền khép kín, hòng rút ruột, trục lợi.